Hello, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đến với chúng mình, Way to Where Showbiz. Khởi nghiệp với vai trò người mẫu ca sĩ nhưng không thành công, sau đó Ngô Thanh Vân đã có một hành trình đáng tự hào trong lĩnh vực điện ảnh. 12 năm, đúng bằng thời điểm điện ảnh Việt Nam bắt đầu khởi sắc, Ngô Thanh Vân không chỉ khẳng định được hình tượng đả nữ với 3 bộ phim hành động thuần Việt xuất hiện trong một vài bom tấn của Hollywood mà còn trở thành một nhà sản xuất có tầm nhìn và dám chọn một con đường riêng đầy thách thức cho mình. Ngô Thanh Vân sinh ngày 26 tháng 2 năm 1979 tại xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, là con út trong một gia đình có 3 anh chị em. Đến năm 16 tuổi, cô cùng mẹ định cư ở Na Uy. Năm 1999, Ngô Thanh Vân trở về nước sau 4 năm để tìm cơ hội tỏa sáng trong lĩnh vực giải trí. Cũng khởi đầu như bao người đẹp khác khi tham gia các cuộc thi Hoa hậu và giành được ngôi vị Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh do tạp chí Thế giới Phụ nữ tổ chức vào năm 2000. Trong suốt 5 năm từ 2003 đến 2008, cô còn thử sức thêm lĩnh vực người mẫu tạp chí, trình diễn thời trang, âm nhạc. Nhưng cả ba lĩnh vực này hầu như không để lại dấu ấn, hoặc nếu có thì cũng rất mờ nhạt. Cái tên Ngô Thanh Vân chỉ thực sự được công chúng biết đến khi chuyển hẳn sang lĩnh vực điện ảnh và sau 23 năm lăn lộn trong giới showbiz, cái tên Ngô Thanh Vân bây giờ đã là ngôi sao đa tài được săn đón hàng đầu của nền điện ảnh Việt. Từ danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 2000, Ngô Thanh Vân bước vào showbiz với vai trò là người mẫu rồi lấn sân sang ca hát. Thế nhưng sau tất cả, cô gắn bó lâu dài và thành công nhất là với điện ảnh. Năm 2001, Ngô Thanh Vân chạm ngõ diễn xuất với phim Hương Rẻ. Đây là lần duy nhất trong sự nghiệp cô bước lên màn ảnh với hình tượng chân quê. Ở các bộ phim kế tiếp Sài Gòn Love Story, Ngôi nhà bí ẩn và Hai trong một, Ngô Thanh Vân vẫn chưa tạo được dấu ấn. Bước ngoặt lớn đến với cô khi Dòng máu anh hùng của đạo diễn Charlie Nguyễn ra mắt vào năm 2007. Lần đầu tiên khái niệm đả nữ xuất hiện trong làng phim Việt, đó là dành cho Ngô Thanh Vân. Thời ấy thể loại hành động còn khan hiếm trên màn ảnh Việt, thế nên bộ phim nào được dàn dựng công phu không thua kém Hồng Kông hay Hollywood càng được đánh giá cao. Bởi vậy dù thua lỗ doanh thu, Dòng máu anh hùng là một cột mốc đáng nhớ trong dòng chảy điện ảnh nội địa. Bộ phim nói về bối cảnh kháng chiến chống Pháp nên các cảnh võ thuật là không thể thiếu. Đặc biệt khi được chọn diễn cặp với Johnny Chí Nguyễn và đối đầu với Dustin Nguyễn, Ngô Thanh Vân phải tập đánh võ trong 2 tháng miệt mài với 500-600 cái đá mỗi ngày. Sau quá trình luyện tập, cô đã phô diễn những màn đánh đấm chuyên nghiệp mà không cần diễn viên đóng thế. Vai diễn Thúy trong Dòng máu anh hùng đã nhanh chóng đưa cô đến với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 tháng 11 năm 2007. Giải thưởng mà thường các diễn viên phải mất nhiều năm làm nghề mới có thể chạm tay vào được, tên tuổi Ngô Thanh Vân từ đó bước sang một tầm ngắm mới. Tiếp đó, cô lại có sự kết hợp ăn ý với Johnny Chí Nguyễn trong phim điện ảnh Bẫy Rồng. Bẫy Rồng, một bộ phim về hình sự võ thuật, hành động Việt Nam lấy bối cảnh đương đại. Không gian chính là thành phố Sài Gòn sôi động, nội dung xoay quanh băng nhóm do Trinh, Ngô Thanh Vân thủ vai cầm đầu, đảm nhận nhiệm vụ cướp chiếc laptop do băng đảng gangster người Pháp mang đến Sài Gòn để giao bán. Bẫy Rồng được báo chí đánh giá khá cao về nhiều mặt như kỹ xảo và các hành động võ thuật, nhưng xét về kịch bản thì không được thuyết phục. Vào năm 2013, Ngô Thanh Vân tiếp tục tham gia vai diễn ánh trong bộ phim Lửa Phật. Đây là bộ phim được coi là phim hành động giả tưởng đầu tiên tại Việt Nam. Trong Lửa Phật, Ngô Thanh Vân được đánh giá cao về tạo hình cũng như các hành động võ thuật xuất sắc của cô trong bộ phim. Các diễn biến nội tâm của nhân vật ánh đã thể hiện được sự trưởng thành trong diễn xuất của Ngô Thanh Vân. Có thể nói thành công của cô trong 3 bộ phim này cũng đã giúp Ngô Thanh Vân xác lập một vị thế riêng trong thị trường điện ảnh Việt, vốn chỉ khai thác thể loại phim hài, lãng mạn hoặc phim tâm lý. Bộ phim thể hiện rõ nhất cho danh xưng đả nữ số 1 Việt Nam của Ngô Thanh Vân chính là Hai Phượng, một tác phẩm hành động liều cao có kịch bản đơn giản, ảnh hưởng từ nhiều phim hành động hạng B của Hollywood nhưng lại mang bản sắc văn hóa của Việt Nam rõ nét nhờ vào cách xây dựng bối cảnh, xuất xứ của nhân vật cũng như các thế võ thuần Việt được sử dụng trong bộ phim. Bối cảnh sông nước miền Tây, lò gạch cũ, chợ quê, cuộc sống lam lũ của người đi vay nặng lãi ở đầu phim hay căn nhà cũ kỹ vốn là một tiệm sửa xe, điểm tập kết của giới giang hồ hay hang ổ của ả nữ quái Thanh Sói thể hiện rõ bối cảnh đặc trưng của Việt Nam không trộn lẫn. Nhân vật Hai Phượng của Ngô Thanh Vân cũng xuất hiện từ đầu đến cuối phim chỉ với một bộ trang phục là áo bà ba duy nhất, mái tóc rối bời và vẻ lì lợm, căng thẳng trong suốt cuộc hành trình của mình. Ra tay với kẻ ác quyết liệt, dữ dội không nương tay, nhưng đối với cô con gái nhỏ, Hai Phượng đôi lúc thể hiện sự yếu đuối. Điều đó càng làm tăng tính thuyết phục của tâm lý nhân vật, hình mẫu một đả nữ hành động thuần Việt. Điều này giúp bộ phim thoát ra khỏi kiểu mô típ nhân vật hành động hạng B mà các bộ phim Hollywood đã khai thác quá nhiều.
Điều đáng khen nữa là chất lượng sản xuất của Hải Phượng gần như đạt đến tầm quốc tế. Ngô Thành Vân đã không tiếc tiền để thuê đạo diễn hành động Yannick Ben cùng biên đạo võ thuật Kathy Abrick qua Việt Nam để dựng bài. Nhờ kinh nghiệm làm việc với các bộ phim quốc tế trước đó, hai tên tuổi này đã sử dụng vốn kinh nghiệm và kỹ năng của họ để biên đạo những pha hành động ấn tượng mãn nhãn, góc quay linh hoạt, cắt dựng nhanh, kịch tính, sử dụng các đòn thế mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt và ở các đoạn cao trào, bộ phim chốt hạ bằng những chiêu thức thực sự đẹp mắt, như cảnh Hai Phượng ra cú đòn quyết định để hạ gục Thanh Sói ở cuối phim với bối cảnh trong toa tàu đang chạy. Sự quyết liệt, tham vọng và tầm nhìn của Ngô Thành Vân đã được đền đáp khi Hai Phượng nhận được những lời khen có cánh của giới phê bình, báo chí và khán giả trong buổi chiếu ra mắt và các suất chiếu sớm. Bộ phim đã tạo ra được cú đột phá tại phòng vé và mở ra cơ hội cho thể loại phim hành động hình sự chất lượng cao và phá được thế độc tôn của dòng phim rom-com đang thống trị trên thị trường phim Việt. Ở phạm vi quốc tế, Hai Phượng cũng đã bán bản quyền cho nhiều nhà phát hành quốc tế khác và lên sóng trên kênh Netflix. Hai Phượng là minh chứng cho một hành trình quyết liệt, đam mê và dám phá bỏ sự an toàn của Ngô Thành Vân, đả nữ của điện ảnh Việt, và hành trình phía trước của cô chắc chắn còn rộng mở. Tuy nhiên, tham vọng của Vân lớn hơn thế. Cô không muốn chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn phải vươn ra quốc tế. Vì thế, từ thời đầu sự nghiệp, Ngô Thành Vân sớm đã thể hiện sự dấn thân nơi phim trường quốc tế. Năm 2004, cô là một trong các chân dài đa quốc tịch được chọn vào dự án truyền hình liên quốc gia Rouge. Hơn 10 năm sau, cô xuất hiện chớp nhoáng trong tác phẩm võ thuật Ngọa Hổ Tàng Long 2 năm 2016 và phim hành động Bright năm 2017 của Hollywood. Nhưng phải đến bom tấn Star Wars The Last Jedi, cái tên Veronica Ngô mới thực sự gây tiếng vang với khán giả phương Tây khi đóng vai Paige Tico. Trong phim, Ngô Thành Vân thủ vai Paige, chị gái của Rose Tico, do Kelly Marie Trần thủ vai, nữ phi công Paige với khả năng chiến đấu và sử dụng súng thuần thục. Cô được Paul Dameron do Oscar Isaac thủ vai, phi công tài năng nhất của quân kháng chiến, trực tiếp huấn luyện. Thành công này dẫn đến một lời mời khác từ Hollywood, lần này là đạo diễn Spike Lee. Cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ. Ngô Thành Vân nhận lời đóng vai Hà Nội Hannah, phát thanh viên trong cuộc chiến tranh Việt Nam cho bộ phim The Five Bloods. Màn thể hiện của Vân góp phần nâng cao tính xác thực trong bộ phim của Spike Lee về chuyến hành trình trở về Việt Nam của 4 cựu chiến binh người Mỹ gốc Phi để tìm kiếm hài cốt của những người đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến. Không lâu sau, điện thoại của cô lại rung lên, lần này là đại diện cho Việt Nam đóng phim The Old Guard. Vân cho biết cô đã gợi ý nhân vật Niroko nên được thay bằng tên Việt Nam, được đạo diễn Gina Prince by the Wood đồng ý và đã chọn tên Quỳnh. Ngô Thành Vân đóng vai Quỳnh, bạn chiến đấu của nữ thủ lĩnh mạnh mẽ Adro Markey do Charlie Theron thủ vai. Tuy nhiên, nhân vật Quỳnh không có cái kết tốt đẹp khi cô bị nhốt vào quan tài sắt và thả xuống biển. Nhân vật này cứ thế sống, chết rồi tái sinh trong đau đớn. Tuy nhiên, đến kết phim, Quỳnh bất ngờ trở lại, được dự đoán nắm vai trò quan trọng cho phần sau. Chính đạo diễn Gina Prince by the Wood cũng ám chỉ về sự trở lại và lợi hại hơn xưa của Ngô Thành Vân trong phần 2 của bom tấn. Ngày 3 tháng 6 năm 2022, ekip sản xuất bộ phim The Princess bất ngờ tung ra trailer với hình ảnh Ngô Thành Vân xuất hiện ở giây thứ 47. The Princess là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lê Văn Kiệt do 20th Century Studio đầu tư sản xuất và được nền tảng xem phim trực tuyến Hulu của hãng Disney phát hành. Nhân vật chính trong phim, Joa King, là một công chúa gan dạ, đã từ chối lấy một tên mắc chứng chống đối xã hội độc ác. Nàng bị bắt cóc và nhốt vào một trong các tòa tháp ở cung điện của cha mình. Lúc này đây, nhân vật nữ chính của Joa King phải tìm mọi cách để thoát khỏi tòa tháp và quay về cứu lấy vương quốc của mình. Trên hành trình gian nan này, nàng công chúa đã phải đối mặt với nhiều kẻ thù gian xảo độc ác. Ngô Thành Vân đóng vai chiến binh gốc Á, một trong những cộng sự của Joa King. Trong bộ đồ đơn giản đậm chất Á Đông, Ngô Thành Vân một lần nữa khiến khán giả bất ngờ vì sự xuất hiện không hề báo trước này. Và gần đây nhất, hôm 17 tháng 5 năm 2023, 20th Century Studios trình làng trailer của bộ phim The Creator, tựa Việt Kẻ Kiến Tạo của đạo diễn Gareth Edwards và Ngô Thành Vân gây chú ý khi xuất hiện trong một phân đoạn với tạo hình nửa người nửa robot. The Creator lấy bối cảnh tương lai khi một AI, trí tuệ nhân tạo được tạo ra để bảo vệ con người, bất ngờ kích nổ đầu đạn hạt nhân ở Los Angeles, Mỹ, dẫn đến cuộc chiến giữa nhân loại và máy móc. Phe thua cuộc sẽ phải đối mặt với sự diệt vong. Joshua, do John David Washington thủ vai, là một tay lính đánh thuê chuyên nghiệp được tuyển dụng để săn kẻ kiến tạo. Một AI tiên tiến đã phát triển loại vũ khí bí ẩn có đủ sức mạnh để quét sạch con người, kết thúc chiến tranh. Phim dự kiến được phát hành vào ngày 29 tháng 9 năm 2023.
Trong đoạn trailer vừa được hé lộ, Ngô Thành Vân xuất hiện chớp nhoáng với tạo hình khác lạ so với những vai diễn trước. Cô gây ấn tượng với đôi mắt xanh, mang ánh nhìn kỳ dị, gương mặt hiện rõ những vết cắt sắc sảo để lộ mảnh kim loại. Đả nữ màn ảnh Việt tiết lộ đóng vai Kami, một phiên bản nửa người nửa robot ở thế giới tương lai. Mặc dù tham gia quá trình quay The Creator từ năm 2022, song Ngô Thành Vân vẫn giữ kín thông tin về dự án cho đến nay. Khi trailer bộ phim được trình làng, sự xuất hiện của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả Việt bất ngờ và thích thú trước tạo hình khác lạ, cũng như mong chờ được theo dõi vai diễn mới nhất của cô. Có thể nói hành trình đến với Hollywood của Ngô Thành Vân khiến nhiều người phải nể phục vì những nỗ lực bền bỉ, sức sáng tạo vô hạn và khát vọng tạo nên vũ trụ điện ảnh cổ tích của riêng mình. Không muốn dừng lại ở danh xưng nghệ sĩ, vào năm 2009, Ngô Thành Vân thành lập công ty VAA, Việt Nam Artist Agency, với sứ mệnh đào tạo tài năng trẻ cho thị trường giải trí Việt Nam. Năm 2010, công ty cho ra mắt nhóm nhạc 365 The Band. Nhóm ban đầu có 5 thành viên bao gồm Isaac, June, Johnny, Will, ST. Năm 2013, thành viên Johnny tách nhóm, 4 người còn lại đã duy trì và hoạt động liên tục suốt 5 năm dưới sự dẫn dắt của Ngô Thành Vân. Đến năm 2016, 4 thành viên nhóm nhạc đã tách ra hoạt động với tư cách ca sĩ solo. Trải qua hơn 10 năm hoạt động và thu hút hàng triệu người hâm mộ, 4 thành viên của nhóm 365 đã trở thành những nghệ sĩ độc lập thành công tại Việt Nam nhờ sự đào tạo bài bản của Ngô Thành Vân. Quyết định tự mình sản xuất phim có thể nói là một bước ngoặt thứ hai trong sự nghiệp điện ảnh của đả nữ. Năm 2015, VAA chính thức đổi tên thành Studio 68 với mục tiêu là nâng tầm phim Việt và quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam. Ngay sau đó, bộ phim đầu tiên mang tên Ngày Này Ngày Nay – The Lost Dragon đã tạo nên đột phá cho dòng phim điện ảnh Việt Nam, sở hữu công nghệ 3D tốt nhất ở thời điểm ra mắt. Ngày Này Ngày Nay trở thành bộ phim có suất chiếu dài và nhiều nhất vào năm 2015. Từ những bộ phim đề cao yếu tố văn hóa dân gian, truyền thống của Việt Nam như Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang, Về Quê Ăn Tết, đến bộ phim hành động kịch tính giật gân như Hai Phượng, Thanh Sói mới đây, Ngô Thành Vân cho thấy cô là một nhà sản xuất có tầm nhìn khác biệt, vượt trội, thậm chí là hơn cả các đồng nghiệp nam tại thị trường Việt Nam. 23 năm kể từ khi bước chân vào showbiz, chưa khi nào Ngô Thành Vân chịu ngồi yên. Dù trên chặng đường cô lựa chọn có vô vàn khó khăn, cả chảy ra chóc vẩy và hàng tá thị phi, nhưng Ngô Thành Vân vẫn quyết tâm thử thách bản thân thành công. Với những thành tựu như vậy, việc được vinh danh trong top 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam vào năm 2017 là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà Ngô Thành Vân đã bỏ ra. Còn các bạn thì sao? Nếu các bạn biết bất kỳ thông tin thú vị gì về đả nữ Ngô Thành Vân thì đừng ngần ngại chia sẻ với mọi người ở phía dưới phần bình luận các bạn nhé. Chắc chắn nội dung video sẽ có những thiếu sót nhất định nên hy vọng mọi người sẽ đón nhận với tinh thần khai phóng. Ngoài ra, nếu các bạn thích nội dung của video này, đừng quên để lại một like, share và subscribe để chúng mình có thêm động lực ra tiếp những video khác. Còn bây giờ thì, Way Too Weird out!